Giàu hay nghèo, chỉ cần xem cách cười là biết ngay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khi giao tiếp với bất kỳ ai, có thể thấy nụ cười rất quan trọng. Một cái mỉm cười, một ánh mắt thân thiện, một cái cúi đầu rất nhẹ và tinh tế là bạn đã lấy được thiện cảm ban đầu của một người đối diện chưa từng quen biết, hơn hẳn một câu nói hay bất cứ một lời giới thiệu nào. Chẳng vậy mà người xưa đã có quan niệm, ba đồng một mớ muộn phiền, bán đem đổi lấy bình yên về sai. Bình yên là một bờ vai, mình đem ra đổi bằng hai nụ cười. Nhìn vào nụ cười của một người, chúng ta cũng có thể đoán ra một phần tính cách, vận mệnh sướng khổ của họ khá dễ dàng. Có những người chỉ nhờ có nụ cười đẹp, thân thiện mà có được cuộc đời giàu sang, phú quý, được người người yêu mến. Lại có những người khi cười chỉ thấy sự khổ sở, cau có, mệt mỏi. Những người này ắt trong cuộc sống gặp rất nhiều phiền não, vất vả và đen đủi. Trong nhân tướng học, để xác định cuộc đời của một người có suôn sẻ hay không thì xem nụ cười cũng chính là một phương pháp được rất nhiều chuyên gia đánh giá cao. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ bật mí tới quý vị và các bạn cách để đoán biết tính cách của một người thông qua cách mà họ cười. Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Nụ cười đẹp là nụ cười mà khi người ta chỉ mỉm cười thôi, cơ mặt giãn ra, ánh mắt sáng lên, khí chất thanh thoát vui tươi thoát lên trên khuôn mặt. Nụ cười đẹp có sức truyền cảm, lan tỏa và làm ấm áp người đối diện. Ví dụ, khi giao tiếp với một người phụ nữ, sắc diện của khuôn mặt phản ánh khá chuẩn về cuộc đời sướng khổ, vui buồn, gian truân hay thanh cao của người phụ nữ. Nhiều phụ nữ tuy không gọi là quá xinh đẹp, nhưng khi cười thì như tỏa nắng, như hoa hàm tiếu. Người ấy nhất định số phận sẽ may mắn, vượng phu ích tử, con cháu được hưởng phúc ấm. Cũng có những người phụ nữ không cười thì nhìn thậm chí là đẹp, nhưng khi cười khuôn mặt rúm gió nhăn nhúm lại, cười mà như khóc, đang vui vẻ mà như gặp bão giông. Cười mà mũi trao trớn hết cả lại, người ấy sẽ vất vả và khổ sở về sau. Vậy những tướng cười khác nhau sẽ nói lên điều gì trong tính cách cũng như số mệnh của con người? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong nội dung tiếp theo của chương trình. Các tướng cười và ý nghĩa của tướng cười. Cười hay ngửa cổ ra sau. Đây là biểu hiện của người dễ tin người khác. Về bản chất, họ là người rộng rãi, cả tin. Người này phần lớn thường làm việc, hành động theo cảm tính, ít khi theo sự suy xét của lý trí. Cười nhưng tay lại xoa mặt hay vuốt đầu. Đây là biểu hiện của người hay mơ mộng nhưng lại không cố gắng làm việc hết khả năng của mình. Trong cuộc sống, họ thường giải quyết mọi việc thiếu thực tế, không tỉnh táo. Cười thầm, cúi đầu xuống. Đây là biểu hiện của người giàu lòng tự trọng, có trái tim nhân hậu nhưng dễ thay đổi để thích ứng, phù hợp với hoàn cảnh. Trong cuộc sống, họ giải quyết mọi việc thường thiếu thực tế, không tỉnh táo. Cười nhưng lại lấy tay che miệng. Đây là biểu hiện của người thiếu tự tin, thích sống ẩn giật, ngại giao tiếp. Họ cũng là người hay để ý, phân tích từng chi tiết, hành vi nhỏ nhặt và nghiêm khắc với bản thân. Cười lớn tiếng một cách tự nhiên, thân thể cũng rung động theo. Đây là người có tính cách rộng rãi, phóng khoáng, không thích sự câu nệ, gò bó. Tuy nhiên, vì họ quá tự tin nên thiếu thận trọng sẽ dẫn đến thất bại trong công việc. Cười mỉm nhưng lại lấy ngón tay đặt lên môi. Đây là biểu hiện của những người sống hời hợt nhưng thích đỏm dáng, thích được chú ý, thích được coi là tâm điểm. Đàn ông có kiểu cười này thì thường có nét nữ tính, cười xả lả, tỏ vẻ không hài lòng. Đây là biểu hiện của những người nhẫn nại, chịu đựng được mọi tình huống giao tiếp và đây cũng là kiểu người của sự gian trá, cố nhẫn nhịn để đạt được mục đích, cười nheo mắt. Đây là biểu hiện của người có tâm lý cân bằng, luôn tự tin vào bản thân. Họ có trí tuệ nổi trội và kiên định với quan điểm của mình. Khi cười có nếp nhăn ở mũi,
Dù là nam hay nữ thì người sở hữu kiểu cười này thường bị người thân xa lánh, khó khăn về đường con cái. Nhất là nam giới, nếu khi cười mà xuất hiện những nếp nhăn ở mũi thì đó là người không có con thừa tự, chỉ có số nhận con nuôi hoặc con đỡ đầu, kế to, miệng mở lớn. Đây là biểu hiện của người khá nhạy bén, có cá tính và linh hoạt trong giao tiếp, nhưng lại là người thiếu sự bình tĩnh và tính thận trọng. Vậy nên kết quả công việc thường không được mỹ mãn. Cười nhếch mép, thân hình hơi rung chuyển. Đây là biểu hiện của người có tính thâm trầm, thích ứng tốt trong giao tiếp nhưng lại có tính ích kỷ, tư lợi. Cười khì nhưng cố nén lại. Đây là biểu hiện của người trầm tĩnh, suy nghĩ chín chắn nhưng lại tự kiêu, không hay biểu lộ cho người khác biết tâm tư của mình. Thường thì người này không thích hợp tác lâu dài với người khác mà họ thích tự giải quyết để thu toàn bộ lợi nhuận. Mọi sự hợp tác chỉ là tạm thời, bất đắc dĩ. Cười to tiếng một cách tự nhiên, hào hứng, âm thanh ôn hòa. Đây là biểu hiện của người có cá tính phóng khoáng, tư tưởng rộng rãi, tự chủ trong công việc. Họ là người có thực tài và không nịnh nọt ai. Trong giao tiếp, họ tỏ ra thân mật, ôn hòa nên được nhiều người yêu mến. Đặc biệt, người có nụ cười tự nhiên, âm thanh ôn hòa, ánh mắt cũng toát lên sự vui vẻ, thân mật, là người thích thể hiện sự thành tâm với đối phương. Đây là mẫu người thành đạt và trọng tình, trọng nghĩa, cười bình thường nhưng quá lộ răng. Theo nhân tướng học thì đây là tướng cười rất xấu, thường gặp xui xẻo nhiều hơn là may mắn. Kiểu cười này có thể làm cho chủ nhân gặp trắc trở đến tính mạng, sự nghiệp tiêu tan, suốt cuộc đời không được yên ổn. Cười nhẹ nhàng, vẻ mặt bình thản, thân hình không hề lay động. Đây là biểu hiện của người quá tự tin vào bản thân nên thành kẻ kiêu ngạo. Họ là người giỏi đối nhân xử thế nhưng lại không thích giao tiếp ồn ào, thiên về cô độc, tĩnh mịch nên cuộc đời họ cũng không mấy thành công. Cười gượng gạo, miễn cưỡng. Đây là biểu hiện của người bảo thủ, không thích hòa hợp trong giao tiếp. Họ là người thiếu tự tin, sợ bị người khác nắm được điểm yếu nên thường co mình lại trong khi giao tiếp. Nếu kiểu cười này kết hợp với mục quang bùng sáng thì là người có nhiều tham vọng tiềm ẩn. Nhưng nếu kết hợp với ánh mắt hơi cúi xuống thì là người tự ti, mặc cảm, cười hở hết chân răng. Đây là biểu hiện của kiểu cười của kẻ thất phu, vô học. Đối với đàn ông thì đó là nụ cười của người có tâm tính hời hợt, ngu đột, đang có tiền tài, sự nghiệp thì trước sau cũng tiêu tan. Đối với phụ nữ thì là người thô trọng, đê tiện, đầy sống, chẳng mấy tốt đẹp. Cười khúc khích, thanh âm lúc to, lúc nhỏ. Đây là tiếng cười của người yếu mềm, nhút nhát, ít tự lập trong cuộc sống. Họ thuộc tuýp người ngoan đạo, an phận. Cười to hạ hê đến sung cả người, đầu cổ cũng ngặt nghẽo theo. Đây là biểu hiện của người có tâm tính vô tư, những ưu tư muộn phiền chỉ là thoáng qua. Bản thân lúc nào cũng thích những nơi vui vẻ, thích chuyện lả lơi ong bướm. Trong tình yêu và hôn nhân có nhiều trắc trở vì nết không trung thủy. Cười chỉ phát ra một tiếng rồi thôi, vẻ mặt tảng lờ như khiến người khác cảm thấy chưa từng nhìn thấy nụ cười. Đây là biểu hiện người có tâm tính khô khan, lạnh lùng, vô cảm cho dù đứng trước những tình huống đặc biệt. Họ sống khép mình, không thích những mối quan hệ xã giao. Họ yêu ai thì người đấy phải chịu thiệt thòi vì họ chẳng thích chiều chuộng ai ngoài bản thân mình. Đàn ông mà cười trúng chím như con gái. Đây là mẫu người nam nhiều nữ tính, thích được quan tâm, chăm sóc bằng sự dịu dàng, mềm mại, có khuynh hướng đồng tính, luyến ái, cười há hốc mồm. Đây là kiểu cười của người có tính cách ôn hòa, thái độ lạc quan khi đối mặt với khó khăn của cuộc sống. Kiểu người này cũng biểu hiện rõ người có tấm lòng độ lượng, vui vẻ, dễ gần. Người phụ nữ có tính này là người mạnh mẽ, vui vẻ và dễ thành đạt trong sự nghiệp, cười như điên dại, rũ cả thân mình. Đây là biểu hiện của người thô lỗ, thiếu tự chủ, hời hợt bề ngoài, tâm tính cũng bất thường. Vừa cười vừa nói, đây là biểu hiện của kẻ đê tiện, tài năng kém cỏi hay dùng thủ đoạn để lừa gạt trong giao tiếp. Họ là kẻ rất dễ phản phúc, bạc tình bạc nghĩa, cười vô cớ. Đây là biểu hiện của những người tâm tính hời hợt, thiếu chiều sâu, không có bản lĩnh, chẳng có tài năng gì. Nếu ánh mắt lại nhìn lên bên trên là biểu hiện của những người ham muốn sắc dục nhưng giả làm người đoan chính. Nếu nụ cười này thường xuyên nở trên môi lại cổ vũ cho người đối diện thì nhận ra có ý khuyến khích người đối diện thể hiện tâm ý. Cười không theo kiểu nào, khi thế này, khi thế kia.
Đây là biểu hiện của người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, luôn làm những gì mình thích và có cơ hội cho mình. Không cần biết những người xung quanh nghĩ gì, có thích hay không. Cười nhếch mép không lên tiếng. Đây là biểu hiện của người có tâm sự u buồn hoặc không hài lòng vì một điều gì đó. Đây là mỗi người khép mình, rất dễ gần, không dễ nói ra tâm tư của mình cho người khác biết, miệt thị bất cứ ai không tài giỏi hoặc giàu hơn họ. Cười hi hí, âm thanh nhỏ mà khan, mặt mày đỏ bừng lên, hai mắt nhắm tịt lại. Đây là biểu hiện của kẻ ham mê sắc dục đến vô độ, bệnh hoạn, ham thích những gì là hào nhoáng bên ngoài, nên rất dễ tự mình biến thành kẻ sa đọa, nô lệ của tình dục. Nếu là phụ nữ thì chủ về dâm loạn, tâm tính hời hợt, không đáng tin tưởng trong mọi việc. Cười một cách nhẫn nhịn. Đây là biểu hiện của những người có tính kiên trì, chịu đựng, đạt được mọi thử thách. Tuy họ sống thâm trầm nhưng lại tương đối rộng rãi, thoáng đạt. Trong công việc, họ chỉ chuyên tâm đến kết quả, ít khi để ý đến những điều nhỏ nhặt. Cười nhưng không mở miệng, kết hợp mục quang lạnh lẽo trong tiếng cười. Đây là kiểu cười của kẻ đam mê dục vọng mà nham hiểm, đê tiện. Vì thế, tướng thuật xếp kiểu cười này vào loại đặc trưng cho mẫu người sa đọa, bất tài và thất đức. Cười chu chéo, tiếng khàn đục. Đây là biểu hiện của người có tài nhưng lại là kẻ ác độc, gian xảo. Họ thích thú khi gây ra được điều không tốt cho người khác. Đây là kẻ cần tránh trong các mối quan hệ. Cười mỉm, ánh mắt sáng ngời. Đây là biểu hiện của người giàu tình cảm, tế nhị, không muốn bộc lộ bản thân. Đây là người sống nội tâm, không thích sự ồn ào, phô trương. Mới tiếp xúc sẽ thấy khó hiểu bởi tình e ngại, nhưng lâu dần mới thấy tình cảm của họ thật êm ái, dễ chịu. Cười kín đáo nhưng cởi mở, cười bằng cả cặp mắt. Đây là người độ lượng, khoan dung, đối nhân xử thế siêu việt. Nếu thêm âm lượng giọng nói càng về cuối câu càng hung hồn. Nếu thêm âm lượng giọng nói càng về cuối câu càng hung hồn, có sức lôi cuốn người nghe thì là biểu hiện của người có sức khỏe tốt, ý chí kiên cường và sự tự tin cao. Vì thế, những người sở hữu nụ cười kín đáo nhưng cởi mở với giọng nói khúc chiết, cuốn hút thường rất thành công trong sự nghiệp. Cười gượng gạo, âm lượng nhỏ, thanh âm không tự nhiên. Đây là biểu hiện của người sợ bị người khác chú ý, nên thường là kẻ sống nhu nhược, tự ti, không thích mở rộng các mối quan hệ hay mặc cảm, song lại có khát vọng. Cười méo miệng khi giao tiếp. Người sở hữu kiểu cười này là người có ý chí kiên định, quá cẩn thận và cố chấp, câu nệ nên thường vụng về giao tiếp, khó khăn trong việc thể hiện tình cảm, khả năng của mình, vì thế mọi chuyện đều không được như ý muốn. Không phải bất cứ nụ cười nào cũng là nụ cười vui và giọt nước mắt nào cũng là nước mắt đau buồn. Có những nụ cười chua chát, cười để đệ điểm và đè lên những dòng bão san truân, cười mà lòng ngập tràn đau khổ. Người mà cười để đậy lại những nỗi đau thương thì họ khóc cũng đã nhiều. Biết gượng cười là buồn nhưng họ vẫn cười vì cười để ấn nỗi đau và san truân vào trong. Khóc cũng đâu có ai thương và gánh hộ họ gánh nặng cuộc đời này đâu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.